các bạn, mình giới thiệu các bạn sản phẩm đó chính là máy viên viên bột. Bên này thì đây còn bên này này, bên đây chính là cán. Cái cán thì cắt thành sợi, thì đây là cắt thành sợi dài. Sau khi là sợi dài rồi thì chúng ta sẽ móc ra, tách sợi dài ra, sau khi tách dài rồi thì ta đưa vào máy cắt sợi. Đây là chúng ta viên thuốc nhá, viên là viên bột tinh bột nghệ này, viên thuốc bắc này, viên chăn trâu này, rất nhiều loại viên nhá. Còn bên đây sau khi đây là viên lăm này, viên lăm tròn này, cho tròn này, có thể lăm tròn các cái này, lăm tròn. Đem đánh cái chăn trâu cùng cục và đánh chăn trâu ra. Bạn mua máy làm viên thì được thế. Máy này thông số máy này là công suất là 280W, điện 220V, 1 giờ đạt được 20 cân. Máy nặng 10 cân. Nhiệt điện là của máy là 1000W. Các bạn làm cái này có biết được cái cách có để có tháng đây cái chạy lên cái chuồn lên.